Arsenal đã cùng với Man City tạo nên cuộc đua chức vô địch hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng ở mùa giải 2023-2024. Thế nhưng dù rất nỗ lực, những pháo thủ cũng chỉ kết thúc ở vị trí thứ hai và vẫn chưa thể tìm lại ngai vàng ở giải đấu vô địch quốc gia xứ sương mù. Một trong những điểm yếu được chỉ ra cho nhà vô địch Premier League mùa giải 2003-2004 là việc không có được một trung phong với khả năng làm bàn ghi được trên 20 bàn mỗi mùa. Lúc này, trong đội hình của Mikel Arteta có những tiền đạo chơi đúng số 9 là Gabriel Jesus, Edin Ketia nhưng chưa mang tới sự tin tưởng lớn lao. Có những thời điểm ở mùa giải trước, Kai Havertz được đẩy lên chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công nhưng vẫn có những trận đấu gây thất vọng. Cầu thủ chơi ấn tượng và ghi nhiều bàn thắng cho Arsenal là tiền đạo cánh Bukayo Saka. Để giải quyết vấn đề nhức nhối trên, ban lãnh đạo của đội chủ sân Emirates đã sớm triển khai kế hoạch chuyển nhượng hè 2024 với mục tiêu hàng đầu là mang về một chân sút để giải quyết khâu ghi bàn. Cái tên được đội bóng phía Bắc London nhắm tới là Benjamin Sesko của RB Leipzig, nhưng pháo thủ sớm gặp trở ngại trong việc tiếp cận khi cầu thủ người Slovenia mới gia hạn với đội bóng nước Đức cùng điều khoản phá vỡ hợp đồng được tăng lên. Vậy nên Arsenal cũng nhanh chóng chuyển hướng tìm kiếm một chân sút khác để mang về trong mùa hè này. Cái tên đó là Joshua Zirkzee, đang chơi ở Serie A cho Bologna. Tiền đạo này đã có mùa giải ấn tượng với 11 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho các đồng đội sau 34 lần ra sân ở mùa giải trước. Những đóng góp của chân sút này giúp cho Bologna chơi thăng hoa và giành vé dự Champions League mùa tới, dù trước đó không được đánh giá quá cao. Vậy Joshua Zirkzee là ai? Cầu thủ này có gì đặc biệt khiến Arsenal mong muốn chiêu mộ thành công? Joshua Zirkzee, một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Hà Lan. Cầu thủ này sinh ngày 22 tháng 5 năm 2001 tại Schiedam. Anh có bố người Hà Lan và mẹ là người gốc Nigeria. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, cậu bé Zirkzee đã sớm được tiếp cận với bóng đá với việc theo học câu lạc bộ đầu tiên là VV Heerenveen. Sau đó vào năm 2010, anh chuyển đến đội trẻ của Spartan và thi đấu cùng người anh họ của mình là Nelson Amadin. Như bao cầu thủ khác, Zirkzee có thời thơ ấu tràn ngập với quả bóng, thậm chí còn chơi bóng trong phòng khách nhà mình. Sự đam mê của anh đôi khi đưa đến những tình huống hài hước như việc phải sơn lại những bức tường ố vàng trong nhà do những hoạt động bóng đá quá sôi động. Gia đình giàu có và không lo lắng về vấn đề tài chính, điều này đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho Joshua Zirkzee phát triển sự nghiệp bóng đá của mình. Cha mẹ đã có khả năng gửi cầu thủ này đến một học viện bóng đá, nơi có cơ hội phát triển tài năng và trở thành một trong những ngôi sao trẻ đáng giá của bóng đá thế giới. Tiền đạo của Bologna có thể đá ở vị trí tiền đạo cắm hoặc số 9 ảo, tùy thuộc vào yêu cầu trước từng đối thủ hoặc từng thời điểm trong trận đấu. Đây là điều mà huấn luyện viên Mikel Arteta cần ở những cầu thủ để làm đa dạng phương án tấn công. Zirkzee có thể nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành để giữ bóng và chờ các đồng đội băng lên phối hợp. Anh cũng thoải mái nhận bóng từ sâu bên phần sân nhà, rồi từ đó tìm người để chuyền bóng thoát pressing hoặc tự mình kéo bóng lên trên, tức làm thay công việc của các tiền vệ trung tâm. Trái với thân hình như hộ pháp với chiều cao 1m93, Joshua Zirkzee là một cầu thủ sở hữu khả năng rê bóng linh hoạt và có thể lướt qua các hậu vệ đối thủ dễ dàng. Trong mùa giải vừa qua, tuyển thủ người Hà Lan này có trung bình 1,7 lần rê bóng thành công mỗi 90 phút, thống kê thuộc top đầu tại Serie A. Ngoài ra, tiền đạo này cũng thường nhận bóng từ dưới sân nhà, rồi từ đó tìm người để chuyền bóng thoát pressing hoặc tự đưa bóng lên trên, tức là làm thay công việc của các tiền vệ trung tâm. Với trung bình chỉ 4,44 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận mùa trước, rõ ràng là chân sút không phải là mẫu tiền đạo cắm mắc võng trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng ghi bàn dẫn đầu mùa trước cho đội bóng chủ quản, Zirkzee cũng đứng đầu câu lạc bộ về số cơ hội lớn tạo ra ở khu vực 1/3 cuối sân. Đồng thời, cầu thủ này đứng thứ hai về số đường kiến tạo và số cú sút trúng đích. Đó là những thống kê vô cùng ấn tượng khiến cho các ông lớn của châu Âu phải cảm thấy mê mẩn và đang tranh giành nhau nhằm sở hữu được Joshua Zirkzee. Trước khi có được thành công chút ít tới thời điểm này, Joshua Zirkzee đã có những bước đầu khá trông gai. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Feyenoord, sau đó tới năm 2017 tiếp tục gia nhập học viện Bayern Munich, nhưng anh chưa bao giờ có được sự tin tưởng từ gã khổng lồ nước Đức. Điểm nhấn lớn nhất của tiền đạo này trong thời gian khoác áo hùm xám có lẽ là pha lập công giúp đội nhà đánh bại Freiburg ở một trận đấu tại Bundesliga. Lý do là bởi cầu thủ người Hà Lan chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của đội chủ sân Allianz Arena khi liên tục được cho mượn ở các câu lạc bộ khác như tại Parma và Anderlecht, rồi sau đó được bán đứt cho Bologna vào mùa hè 2022 với giá 8,5 triệu euro. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cầu thủ 22 tuổi đã nhãn mặt với người hâm mộ nước nhà khi được triệu tập lên đội tuyển U15 quốc gia vào năm 2016
và liên tiếp thi đấu cho các đội tuyển từ U16 đến U19 và U21 quốc gia. Từng được mệnh danh là viên ngọc thô của bóng đá Hà Lan, Zirkzee nổi tiếng với khả năng chạm bóng là ghi bàn. Những gì Zirkzee đóng góp cho đại diện Serie A tới lúc này là xứng đáng từng đồng số tiền đã bỏ ra. Hiện tại mức phí để giải phóng hợp đồng của Joshua Zirkzee với đội bóng chủ quản là 40 triệu euro, tương đương 34 triệu bảng. Đây là một con số không quá cao, Arsenal có thể chi ra để đưa tuyển thủ người Hà Lan về với sân Emirates vào mùa hè này. Tuy nhiên điều khó khăn lúc này có lẽ nằm ở việc tiền đạo này muốn đến đâu mà thôi. Bởi trong lần chia sẻ với truyền thông, chân sút sinh năm 2001 bày tỏ mong muốn được khoác áo AC Milan. Hai thần tượng của Zirkzee đều chơi cho nửa đỏ đen thành Milan là Marco Van Basten và Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên viễn cảnh này đang gặp khó khi người đại diện Jurab Chian của cầu thủ này mong muốn nhận được khoản hoa hồng lên tới 15 triệu euro từ bản hợp đồng mới. Con số này theo đội chủ sân San Siro là quá cao, không hợp lý về nguyên tắc chứ không phải về khả năng chi trả. Ngoài AC Milan, Bayern Munich, đội bóng cũ của chân sút này cũng đã cài một điều khoản trong hợp đồng bán trước đó với Bologna. Theo đó đội bóng xứ Bavaria có tùy chọn mua lại. Inter Milan cũng để ý tới tiền đạo trẻ này và có thể nhảy vào cuộc đua bất kỳ lúc nào. Hiện tại Joshua Zirkzee đang cùng với đội tuyển Hà Lan tham dự Euro 2024 tại Đức. Ở trận thắng mới nhất của đội nhà trước Ba Lan, chân sút sinh năm 2001 đã ngồi trên ghế dự bị và không được sử dụng bất kỳ phút nào. Chắc chắn Zirkzee rất muốn được thi đấu bởi một màn trình diễn tốt tại giải đấu lớn nhất châu lục sẽ tiếp tục nâng cao giá trị của anh với đội bóng trong tương lai. Trước đó trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky Sport thì khi được hỏi về tương lai, Joshua Zirkzee đã nói: "Sau kỳ nghỉ, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Theo như tôi biết, cho đến nay, tôi sẽ chơi Champions League với Bologna, nhưng tôi không thể nói gì thêm. Có rất nhiều việc đang diễn ra, trong khi đó chúng tôi đang suy nghĩ về việc kết thúc mùa giải tốt đẹp. Và sau kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ quay lại và xem điều gì sẽ xảy ra." Khi được hỏi về bến đỗ tiếp theo cho hậu bối của mình, thì cựu tiền vệ Barca và đội tuyển Hà Lan Frank de Boer đưa ra quan điểm của mình. Cựu huấn luyện viên tuyển Hà Lan tin rằng Arsenal là nơi phù hợp nhất với Zirkzee nếu cầu thủ này quyết tâm ra đi tìm thử thách. "Tôi rất tôn trọng Arsenal, họ có sự kiên nhẫn, chẳng hạn như họ đã có điều đó với Arteta, người đã khởi đầu không tốt. Ở một số câu lạc bộ, nếu điều đó xảy ra thì bạn đã bị sa thải, và anh ấy đã làm rất tốt trong 2 năm qua, Inter cũng chơi tốt. Nếu tôi phải chọn thì tôi thích Arsenal hơn vì họ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi và mang đến cho cậu ấy sự tự tin." Dù sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng Arsenal được cho là rất quyết tâm để chiêu mộ thành công chân sút này. Còn với Joshua Zirkzee, việc chuyển đến chơi tại Premier League chắc chắn sẽ nâng tầm giá trị của anh. Một môi trường mới sẽ mang đến thử thách cho cầu thủ năm nay mới 23 tuổi. Nếu mối lương duyên này thành công, Zirkzee sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc khôi phục vị thế cho pháo thủ, không chỉ ở ngoài hạng Anh mà còn cả đấu trường châu Âu. Arsenal vẫn luôn được cho là miền đất hứa phát triển những viên ngọc thô thành sáng lạng. Cùng chờ xem thương vụ này sẽ ra sao trong những ngày tới của kỳ chuyển nhượng hè 2024. Còn bạn, bạn có thích cái tên Joshua Zirkzee sẽ là số 9 mới của Arsenal hay không? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.